hôm nay mình sẽ đột nhập vào 8 căn nhà của các bạn fan yêu quý mình nha. Lần trước mình có lên một cái video là hóa trang các trang phục của các bạn fan rồi, thì bây giờ mình nghĩ là sẽ vào nhà các bạn đi để xem thử các bạn có dành cho mình những món quà gì bất ngờ không nha. Ở đây ai mà muốn tôi review nhà của các bạn đừng quên thả lại một nút like, một nút subscribe nha mọi người. Thì ở cuối video tôi sẽ chỉ các bạn cách mà để tôi vào nhà các bạn. Rồi rồi, thì bây giờ để cho công bằng nhất có thể thì mình sẽ dùng chức năng tele đi như lần trước đi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ qua cái khu mà cái khu khu Obi-Wan đi. Rồi rồi rồi, hiện tại mình đang ở Obi-Wan nha các bạn ơi, để xem thử có ai mà nhận ra mình không. Mà cái khu vực này hình như không có ai các bạn nè. Tại vì hiện tại là bây giờ 3 giờ chiều các bạn, có vẻ như là các bạn đi học hết rồi. Cho nên bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài một tí nha. Ok các bạn ơi, thì hiện tại mình đang ở Plaza này các bạn ơi, đi xem thử ra ngoài Plaza có ai nhận ra mình không nha. Ê, các bạn ơi, tôi thấy bạn gì nè, bạn có tên là bạn Hộp Dịch đúng không? Hay là Hộp Mít. Hình như bạn đang nhận ra tôi các bạn nha. Thấy là trời ơi, vừa mới đứng tí xíu mà có người nhận ra rồi nè. Đó, không biết bạn này có fan mình thật sự hay không, nhưng mà hiện tại tôi thấy bạn này gọi là lấy điện thoại ra chụp hình mình nè. Đó, hy vọng các bạn chưa ký em. Đó, chắc chắn ký em là fan tôi rồi. Là tôi sẽ vô nhà nha các bạn. Anh đang quay video hả? Trời ơi, chuẩn luôn các bạn ơi. Vậy là ông này biết tôi rồi các bạn ơi. Vậy bây giờ chắc tôi sẽ nói cho bạn này biết rồi, tôi sẽ qua nhà bạn này review nha các bạn. Bây giờ anh qua nhà em review nhé. Đó, ok anh. Rồi ok, bây giờ mình qua luôn nha các bạn. Rồi rồi, đầu tiên bạn Hộp Bích này sử dụng bộ đồ nhìn cũng xịn nha. Ê, cái tóc này như cái tóc gọi là VIP nè. Tóc này cũng gói kia các bạn nè, mấy con đồ đại khái là khá là dễ thương. Trời ơi, có cái má hồng của em nữa nè. Cái gì báo dữ vậy trời. Ồ, căn nhà 160 sao cấp 14 nha các bạn ơi. Hình như đây là căn nhà 54k đúng không các bạn? Đúng rồi, đây là căn nhà 54k nè. Căn nhà này hồi xưa hot lắm nè. Rồi để xem xung quanh có gì không nha. Trời ơi, đằng xung đây có nguyên gọi là cái bộ sưu tập thời trang Maracan mà tướng nhỏ nhỏ cũng teo nè, tướng mèo với tôi hay xài mọi người à. Rồi rồi, bên đây ui, có những con cá dễ thương vậy. Cá nhà tái ui, mấy cá mini mà Phương Mỹ sưu tập được mấy con cá này cũng câu chắc cũng lâu lắm đó các bạn mới được mấy con này luôn á. Wow, wow, trời ơi, xuống dưới hầm một cái, trời ơi mấy con cá sấu mà zombie nè, bạn này chắc săn dữ lắm bạn này chắc là chuyên săn cá các bạn à. Toàn con cá xịn xịn thôi mà. Ô, mấy con cá bên nghỉ dưỡng nè, nhưng mà tôi chưa thấy một cái hồ chân cũng sáo nha. Bên trong đây thì dễ thương luôn, mấy con bé nào mà đề nghỉ ra Hộp Bích rồi. Không ấy em để cho một con bé tên anh đi nha, con rùa đi nha. Nhớ để nha em. Rồi rồi, bên ngoài kia hình như là có một khu mới đó các bạn. Cái khu này hồi như là mua đâu đó bằng kim cương nè, nhiều tiền lắm, mấy trăm kim cương đó. Ở đây hình như bạn mới tổ chức sinh nhật ai đó hoặc là tổ chức sinh nhật cho bạn luôn nè. Trời ơi, trời đồ xịn thôi các bạn à. Nói chung là nhà này rất là dễ thương nha, nhà giàu như bạn 54k mà giàu phết rồi đã chứ. Nhà em hơi bừa đó. Không sai em ơi. Miễn là có chỗ cho anh ngủ là được em ơi, anh chỉ cần mỗi cái giường thôi em à. Thôi giờ chào em nha. Bây giờ chắc anh đi qua nhà bạn khác nha. Địa điểm tiếp theo đó chính là khu Infinity Tower, chính là tháp cam binh nha mọi người. Đây tháp vô cực đây, rồi tôi đã tới nơi nha các bạn ơi. Để xem thử các bạn đầu tiên mà nhận ra tôi đó là bạn nào nha các bạn. Rồi 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 các bạn ơi, trời ơi vừa mới di chuyển ra đây hình như là hai bạn này biết tôi nữa hay phải các bạn à. Tôi thấy hai bạn này lại gần luôn nè. Chào chào nha. Anh về đi. Tôi nói mà các bạn ơi, giờ tôi ra đường là cũng một số anh em biết đó. Ôi hình như ông này cũng biết tôi thì phải. Sao ủa sao biết nhiều vậy, phải không? Phải biết không? Ở đây em cứ thoải mái đi, nhà em nghèo hay giàu không quan trọng, quan trọng là có nhà cho tôi ngủ là được, tôi chỉ cần ở cái giường thôi các bạn à. Mèo khỏe không banh nữa, cái gì mà mèo vậy? Trời ơi chắc mèo vậy. Ngủ rồi. Trời ơi bây giờ hiện tại là có 4 bạn ở đây luôn các bạn à. Bây giờ tôi không biết vô nhà của bạn nào đây. Thôi bây giờ mình sẽ vô nhà của bạn Ba Xe 24/10 nha các bạn, để xem nhà bạn này giàu không nha. Tôi thấy bạn này là ngôi sao đồng này cũng xịn xịn lắm nè. Rồi rồi bây giờ tôi sẽ vào nhà bạn này cho bạn ơi. Xin phép mãi cho đó. Rồi bây giờ tôi vô thử xem nhà bạn giàu nha. Đi thử các bạn. 13k3 sao nha, cấp 22. Trời ơi. Thua tôi đúng một cấp rồi thì phải ơi, bằng cấp tôi luôn các bạn nha. Ui xịn nha. Trời ơi, ủa gì vậy? Trời ơi, nhà mười mấy ca sao mà sao vô thấy trống vắng vậy? Đây là căn nhà, như là căn nhà mà 10k là phải các bạn à. Bên trong là cái gì đây? Trời ơi. Ô, bên trong toàn bộ sưu tập không các bạn nha. Ô, toàn đồ không nè. Ê, mấy cái đồ này trong mấy cái gói bốc thăm nè mọi người. Trời ơi. Ôi, nhà gì lạ vậy? Trời ơi, cái gì mà toàn hình nhân không mà các bạn ơi, sợ thật các bạn ha. Ui căn nhà gì đây? Ui căn nhà gì toàn Maracan không các bạn nha. Vãi cái chữ thôi các bạn nha. Trời ơi. Ui giật cả mình luôn các bạn nha. Tôi tưởng đâu xem trong phim kinh dị gì không các bạn nha. Ui nhà mày rất là nhiều đồ nha các bạn ơi. Coi như bạn này chơi rất là lâu rồi nè. Ui đồ đào rương cũng có, đồ nạp tiền nè, cái gói hoa sen này, cái gói như của người Việt Nam mình làm nè. Ui rất là giàu luôn các bạn nha. Đồ rất là nhiều luôn. Tôi mà tôi chưa tới chế đôi khi là tôi sẽ không nhiều bằng đồ bạn này luôn nè. Bạn này rất là nhiều các bạn nha. Trời ơi, hai vợ chồng bả đâu vô đây nè. Trời ơi. Trời ơi nhà bạn này đồ, nói chung là đồ đắt tiền á thì nói chung là mình cũng không nắm rõ nhiều. Nói chung là cũng thấy một số bộ đồ đắt tiền nhưng mà đa số mấy bộ đồ này là cày chay có thể kiếm được nha các bạn ơi. Mà bạn rất là nhiều bộ đồ nha. Có vẻ như là bạn sắp mở cái shop thời trang luôn các bạn nha. Trời ơi trên đây còn nữa nè.
Trời ơi, cái này là nhân vật mini nha các bạn. Ê, trời ơi, toàn là đồ, tôi không biết là trong shop bạn mua hết chưa. Tôi nghĩ là nguyên cái shop bạn mua hết cái shop về nhà luôn rồi đó các bạn à. Ê ơi, mấy cho anh bộ đồ này đúng không em? Để anh về làm mà điệp viên không được không em? À, bộ đồ này thì nhìn chuyên nghiệp ấy. Khu vực tiếp theo đó chính là hot house nha các bạn ơi. Để xem thử bạn thứ ba là bạn nào đây, có nhận ra mình trong tay không ta? Bạn này biết không? Bạn Tường Nhi này có biết không ta? Én anh đó, én là cái gì anh em? Én là cái gì cơ? Én là gì vậy? Fan anh đó, trời ơi, thấy chưa? Tôi nói rồi, bây giờ tôi qua chỗ nào cũng có fan các bạn à, cho tim cái. Trời ơi, dạo này nhiều người yêu quý tôi các bạn à, ha ha ha. Coi trên YouTube mà giờ mới được gặp, trời ơi. Dễ thương, thôi bây giờ mình sẽ vô nhà bạn này luôn nha. Mà chị Mèo đâu anh, trời ơi, có hỏi chị Mèo ngoài, Mèo đang ngủ nha mọi người. Đó, mỗi lần gặp tôi là hỏi chị Mèo, làm như chị Mèo là nút nhà đó, tôi mới là nút nhà anh em có hỏi tôi có khỏe không đi. Cứ hỏi chị Mèo, sao rồi anh, chị Mèo, đâu rồi anh, trời ơi, giỡn mặt với tôi ha. Rồi, mình đã vô nhà bạn Tường Nhi rồi nha, nhà này dạo này hình như là nhà 10k các bạn à. 10k đúng không, hay là 4k mấy tiền, tôi quên rồi các bạn à. Ui, nói chung là nhìn với dáng tường với sàn nhà rất là hợp màu, nhà màu hồng. Giống Mèo các bạn là thích màu hồng nè. Ở đây có một cái máy chơi game Fly, chắc bà này chơi Fly dữ lắm nè. Rồi bên đây hình như là cái phòng ngủ các bạn nè. Phòng ngủ bạn có một con bé tên là Cam Cam ấy chứ. Trời ơi, đề nghị bà này đổi tên con bé thành tên tôi nha, là Me đi nha. Tim rồi đó, tim cho cái luôn nha. Rồi trên đây là hình như là, trời ơi, mới xây phòng tắm mà mới xây cái khu nhà tù, trời nhìn ghê dưới vậy trời. Ok các bạn, chắc bây giờ là mình review xong là mình chào tạm biệt chủ nhà, mình đi nhà khác nha các bạn. Cảm ơn em đã cho anh review nha. Bản thứ tư mình sẽ vào khu vực tòa nhà hai kia nha các bạn ơi. Ủa cái gì mà mới vô mà cho em chụp rồi cái, tính là tôi vừa mới vô luôn rồi chụp cái này rồi vô nhà bà luôn nè. Vừa mới vô thôi các bạn là có người nhận ra mình luôn rồi. Rồi chụp chung cho bà ơi. Bà mi hay buồn rồi, khi nào bà vui vậy? Dễ thương. Ồ, bà này sử dụng một mái tóc như có vẻ đắt tiền nữa các bạn nha. Trời ơi, bà mua màu vàng mà Rolex Sander vậy là muốn bồi tổ thành màu đỏ luôn các bạn nha. Mặc đồ y chang Mèo nè, bộ đồ này Mèo hay mặc nè. À trời ơi, đây là căn nhà hình như là căn nhà hộp sữa các bạn nha. Đây là căn nhà hộp cháy á, anh chỉ có gọi là hình như nó chỉ có một cái cửa sổ, hai cửa sổ thôi. Chờ mấy con bé nè, đề nghị các bà mi hay buồn là đổi cho tôi một bé tên tôi nha. Hai cái giường ngủ có vẻ như bà ngủ một mình, bà ngủ cần giường to các bạn, cho bà ghép hai cái này nè. Trời dễ thương vậy. Rồi, ui trời, ở ngoài đây xây, trời ơi, xây một cái vắt, trời ơi, bà xây chưa hết. Trời ơi, bà định xây full các bạn à, nhưng mà bây giờ bà có như đây bắt rồi cho nên bà xây được có hai miếng à. Trời ơi, cái tủ lạnh bà nó bể nè. Ủa, cái tủ thuốc các bạn nè, tủ thuốc. Trời ơi, ở đây có bốn cái giọng, có vẻ như là có hội bạn bè, hội chị em nè, đúng không? Hội chị em mà năm cái ghế năm người là hay sao nè. Bạc ti cái kiểu nó có các bạn à, dạ, chị Mèo đâu nữa? Là chị Mèo đâu nữa? Mỗi lần ai gặp tôi cứ chị Mèo không à. Mèo đang ngủ nha em. Mèo ngủ khò khò, Mèo như con heo đó nha. Em đừng có nói với Mèo, nói Mèo biết là chết anh nha. Rồi, địa điểm tiếp theo mình tìm kiếm người thứ năm đó chính là trong đồn cảnh sát nha mọi người. Liệu trong đồn cảnh sát có ai nhận ra mình không? Mặc dù là mình không có đi trong đồn nhiều các bạn, tại vì mình đã bị bắt rồi, mình sẽ đi trong đồn nhiều chi đúng không? Úi kìa, có một người kìa. Úi, chào nha. Nhận ra không? Quan trọng là nhận không nè. Ông này mà nhận ra tôi cái là tôi lẫm liền. Idol nè, có mà ai biết không? Gia Huy đúng không? Rồi Gia Huy, rồi. Đồ này là trong cái gói mà hỗ trợ cư dân gì đó nè. Ngay kia các bạn tân thủ này, trời ơi, mới lập nick các bạn à, dễ thương. Trời ơi, trời ơi, ông Gia Huy ông mới tạo nick. Tôi thấy ông đó là cái này mặc định nè, cái đèn, cái ghế, cái giường mặc định, nhà mặc định nè. Có đúng mỗi con mèo mướp mới nuôi. Ngồi thêm cái chậu nước nữa, cái bên có hai cái cây chưa tưới nữa nè. Trời ơi, ông này ông mới chơi game các bạn à, cho nên nhà ít đồ không có gì các bạn à. Thôi bây giờ mình đi siêu thị với các bạn ơi, mặc dù mình mới ở tù ra nhưng mà mình vẫn đi siêu thị cho các bạn. Để xem thử có ai nhận biết mình không. Bây giờ mình qua ngoài trái cây thử coi. Bà này bà đứng ra bà ăn cái gì vậy? Ủa con, bà ngồi bà ăn thì tôi ngồi tôi ăn chung bà, tôi ăn trái chuối này được không? Bà ăn tiếp, trời ăn y chang như Mèo, các bạn Mèo ăn nhiều lắm các bạn à. Biểu cảm cũng giống Mèo luôn kìa. Trời không phải con biết đâu, bạn này nhận biết mình rồi thì sao ta? Ê, bạn này vẫn nhìn mình nè. Biết không? Biết đâu, tôi nhìn cái mặt này tôi nghi lắm nha. Chào chưa cái. Tôi nhắm đối tượng là hơi bị chuẩn đó. Bà này chào hoài vậy, rồi chào bà. Rồi bà chào hoài đúng không trời. Chết bạn với em đi anh. Trời đó, tôi biết ngay mà thấy chưa. Tôi nhìn cái biểu cảm này thôi, là tại vì cái biểu cảm mà tôi hay xài với là Mèo hay xài đó các bạn, tôi nhìn là tôi biết mà. Một cái mái tóc tím mà bánh nhuộm là thành màu hồng các bạn ha. Tóc đuôi ngựa. Trời ơi, một cái băng đô ít ợm nè, bộ đồ rất là dễ thương các bạn à. Dễ thương cute. Wow, nhà bạn hỏi con một ca sao nha các bạn ơi. Trời ơi, có vẻ như bạn này có mở tiệm một thời gian rồi nè. Một ca sao là khó lắm, không phải dễ đâu. Trời ơi, đây là căn nhà hình như là căn nhà con gà đúng không các bạn. Bên đây là có hai con bé là đề nghị là đổi tên tôi nha. Rồi có một con robot tự động là trời ơi. Quan trọng là cái sàn nhà với dán tường với đặt cái đèn nó hợp lắm các bạn. Trời ơi, bên đây có mấy cái bếp quá trời bếp luôn. Nhà bà nhỏ mà bà để bếp quá trời, bà làm chi không biết nè. Bà nhắc bạn bè nhà ăn hay sao nè. Trời ơi, đây có bánh mì nè. Trời ơi,
ở đây còn có chai nước nữa nè. Trời ơi, ở đây có một cái bàn trang điểm mini luôn các bạn à. Ôi trời, dễ thương vậy. Trời ơi, ôi mình vô trang điểm là hơi bị đẹp trai chứ giỡn trai. Ở trên đây phòng tắm nè, phòng tắm ở dưới cái gác nè, ở trên cái gác là cái gì đây, phòng ngủ đúng không? Trời ơi, chuẩn y chang luôn. Trời ơi, nằm trên con gấu này dễ thương vậy trời. Nói chung là nhà của bạn thôi rất là dễ thương, các bạn là rất là dễ thương luôn nha. Thôi bây giờ mình sẽ qua nhà bạn tiếp theo nhé. Rồi, bạn thứ 7 để xem là ai đây. Khu vực này đó chính là trong bệnh viện cho mọi người. Mình sẽ trong vai là bệnh nhân nha. Có bác sĩ nào nhận ra mình không đây ta? Ê, tôi thấy có một bác sĩ y tá nhận ra mình, đúng không? Bạn Sakura này đúng không? Phải không? Anh bé đi, trời ơi. Sao tôi mới vô chỗ nào là có người nhận ra tôi ngoài cho ta? Trời ơi, trời dễ thương rồi, hé luôn em nghe. Rồi, có bạn bờ sờ vậy nè, bạn Sơn đúng không? Sơn có nhận ra luôn không Sơn? Lên lần luôn nè, có ai nhận ra em chào anh. Anh chào em ký em với rồi. Chào hai đứa nha, rồi hai đứa lên tivi rồi nha. Sơn tóc đỏ. Trời ơi, chỉ bằng bè có thể vào được hết vậy thôi. Bây giờ mình qua nhà các bạn bé Sơn chớ bơ luôn đi hả? À, trời ơi, em follow anh luôn rồi. Dạ cho follow hả? Có follow không? Nhớ là nhớ kêu cả gia đình dòng họ vô follow nha. Rồi bây giờ tôi vô nhà ông nè, bé Sơn. Rồi thôi, bạn bé Sơn này 352 sao bạn để quả cấp hình là cần người yêu. À, ai muốn làm người yêu bạn bé Sơn này nhớ liên hệ bạn này nha. Rồi trời ơi, nhà bả bị cúp điện luôn nè. Trời ơi, vậy mà sao có người yêu được, tiền điện mà chưa trả lấy đâu mà có người yêu được hả? Rồi cái gì đây? Ờ, không biết gì hả? Trời ơi, đặt cái tên bét kìa, quái đi bà này chứ. Trên đây bạn xây một cái gì nhìn lạ đó các bạn, nhưng mà có vẻ như là rất là đẹp nha. Trong tương lai hay chờ như hình như là một cái gác, một cái gác của cái gì đó các bạn à. Trong đây bạn bích luôn cái cửa sổ luôn các bạn à. Nhưng mà tôi có vẻ như tôi thấy là bạn này đã có một cái gu rất là ok luôn các bạn à. Nếu bạn này mà chăm chỉ mà có nhiều tiền hơn á mà xây nhà đồ, tôi nghĩ chắc đẹp lắm á. Rồi, khu vực cuối cùng mà mình sẽ chọn nó cho là khu nghỉ dưỡng nha các bạn ơi. Trời ơi, có gì mà kế bên tôi là sao mấy ông mà cây xe giúp Junbi vậy? Ô, bạn Jun là bạn chào mình, các bạn không biết bạn này có biết mình không ta? Trời ơi, hồi nãy giờ đứng từ đêm đến sáng mới có biết người biết mình các bạn à, ký tôi cái hả? Ủa ai vậy, biết tôi không? Bây giờ nói chung là anh xương xương hả? Xương lại, ta xin xương hả? Rồi ok, nó xương là biết là được. Rồi, bạn Nhung này hình như bạn lớn tuổi hơn mình nha các bạn ơi. Thôi bây giờ, ui bà mặc đồ như cũng xịn đó các bạn ạ. Ui trời, tóc dài mộng mơ này, ui cái gói này đắt lắm nè. Gói sản phẩm nè, ui nhìn là biết giàu rồi các bạn à. Ui đôi dép dễ thương vậy. Trời ơi, thôi bây giờ mình vô nhà của chị Nhung các bạn để xem thử. Ô chị Nhung, các bạn hai mấy người vô nhà chị Nhung thử nha. Trời ơi, 100k sao luôn các bạn nha. Cấp 19 luôn nha, chơi rất là lâu rồi các bạn nha, mà sao rất là lớn luôn. Ôi, đây là căn nhà, như căn nhà 54k các bạn à. Căn nhà đây là căn nhà 54k nha. Trời ơi, mới vừa thấy ba con gấu này trong ba cái gói bách VIP rồi đó nha. Trời ơi, ôi ơi, huy chương kìa. Ui ôi ôi, slam mà huy chương vàng các bạn à. Có bắt côn trùng đồng thôi. Ui giời ơi, bên đây à, nguyên vàng máy chơi game nè. Mấy cái kệ nè, rồi có đồng hồ quả lắc nữa. Ôi trời, trong đây có mấy cái hộp voi nè, mà nhìn dễ thương vậy quá trời các bạn à. Đây là căn phòng mới của các chị em đúng không? Trời ơi, dễ thương, có một cái kệ này đẹp dữ vậy ta. Ôi ôi, dưới hầm có gì đây? Ôi dưới hầm giống như chỗ xem bói vậy. Ôi, thằng nhìn đẹp đó các bạn à. Ôi, nếu mình ở đây full cái thảm tuyết luôn là quá trời đẹp luôn các bạn à, tuyệt vời luôn á. Bà này có xem tôi và cháu của bà cũng có xem tôi luôn. Đó là điều quan trọng nhất các bạn à. Mãi yêu hai cô cháu đã không? Vậy là hợp lý chứ, quá là hợp lý các bạn à. Trời ơi, dễ thương quá trời dễ thương luôn. Vậy là mình đã review xong 8 căn nhà của 8 bạn fan của mình rồi nha các bạn ơi. Thì nói chung là cảm giác thì rất là nhiều cảm giác các bạn à. Có những bạn rất là yêu quý mình, cũng như là cái người cuối cùng á, là gọi là nói chung là cả cô cả cháu xem luôn, mình cảm giác như rất là vui các bạn à. Các bạn nào muốn mình review nhà đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là một comment nữa. Comment cái tên game của các bạn cộng thêm một cái lời gì đó các bạn muốn nói với mình để tôi cho các bạn lên TV nha các bạn. Ai muốn mua Play, Free Fire, Roblox cũng như Liên Quân, hãy ghé ngay shop berry.com nhé.